Vâng, toàn thành phố Hà Nội có khoảng hơn 1.500 khu chung cư cũ với quy mô từ 2 tới 5 tầng, chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1980. Ngoài ra, cá biệt còn có một số khu nhà được xây dựng trước năm 1954. Phần nhiều trong số các công trình này đã xuống cấp, cũ nát. Tuy nhiên, số lượng công trình được đầu tư cải tạo, sửa chữa còn rất ít, mới đạt khoảng có 1% mà thôi. Câu hỏi đặt ra là vì sao Hà Nội, thủ đô của cả nước lại ì ạch đến như vậy trong việc cải tạo các khu chung cư cũ? Cho đến thời điểm này, tòa nhà N3 của khu tập thể Nguyễn Công Trứ đã hoàn thiện và chỉ đợi người dân về ở. Anh Nguyễn Quang Huy là hộ dân đầu tiên về ở tại đây. Với anh, mơ ước được ở trong một căn nhà khang trang như thế này đã trở thành hiện thực. Những cái căn nhà tập thể cũ là nó của 40-50 năm về trước rồi. Còn bây giờ là xã hội văn minh rồi, không thể ở trong những cái căn hộ như thế vì nó quá bất tiện, nó chật chội, nó bẩn này, nó ô nhiễm này, nó lại không khép kín. Thế cho nên là cái cuộc sống của mình nó bị băm nhỏ ra. Thế cho nên bây giờ về đây là căn hộ của mình rất là khang trang, sạch đẹp, khép kín, sống rất là văn minh. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của anh Huy, rất nhiều gia đình khác vẫn chưa chịu nhận nhà là vì không đồng quan điểm với chủ đầu tư về việc bù giá căn hộ. Theo họ, tỷ lệ nhà tái định cư là 2.1 đã là hợp lý, nhưng những căn hộ bị chênh lệch về diện tích thì họ phải trả 31,5 triệu đồng cho 1 m² là cái giá quá cao. Người dân yêu cầu là chủ đầu tư không có quyền đưa ra giá, cái này sở tài chính họ quyết định. Họ đưa giá này là quá cao, chúng tôi đang thắc mắc. Có nghĩa là chúng tôi về khoảng tháng nay rồi nhưng vì đang kiến nghị nên là không về được. Và chúng tôi ở dưới kia thì 7-8 năm nay rồi. Dự án cải tạo tập thể Nguyễn Công Trứ là dự án được thí điểm cải tạo đầu tiên của Hà Nội, được giao cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nhà số 7 Hà Nội, gọi tắt là Handico 7. Một trong những khó khăn đối với chủ đầu tư là việc di dân tại dự án này kéo dài trong 3 năm rưỡi, nghĩa là những hộ gia đình đầu tiên di chuyển sang địa điểm tạm cư và những hộ cuối cùng cách nhau kéo dài từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 12 năm 2012. Bên cạnh đó, việc chênh lệch tài chính tới hàng ngàn tỷ đồng vẫn đang làm cho doanh nghiệp phải đau đầu. Vì đây là dự án thí điểm cải tạo chung cư cũ của Hà Nội, nên thành phố vừa làm vừa chỉnh sửa cơ chế chính sách. Và đây cũng chính là cái khó mà doanh nghiệp đang gặp phải. Trong khi mà các cơ chế chính sách của nhà nước đối với cái loại hình dự án này nó chưa đầy đủ, nó chưa giải quyết triệt để những cái vấn đề đặt ra. Thế nên là vừa làm vừa phải nghiên cứu, rất mất thời gian. Cho đến nay thì cái tòa nhà N3 chúng tôi đã xong, đang đưa dân về. Mặc dù đã có những cái nguyên tắc chung của cái cơ chế trước rồi, thế nhưng mà cái cơ chế chính sách chi tiết cụ thể hơn để gắn với cái tòa nhà này thì cho đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Nếu không có một cơ chế đặc thù để tháo gỡ và khi người dân, doanh nghiệp không tìm được tiếng nói chung trong chia sẻ lợi ích thì chắc chắn nhiều chủ đầu tư sẽ không mặn mà tham gia vào việc cải tạo chung cư cũ của thủ đô. Họ bảo là có 10...